Grenada là đảo quốc nằm ở phía nam Caribbean. Đây là một quốc gia xinh đẹp và an toàn, ít chịu sự ảnh hưởng của thiên tai. Tình hình dịch bệnh tại Grenada được kiểm soát vô cùng tốt, nên nơi đây đã trở thành điểm đến du lịch an toàn của người Mỹ và du khách nước ngoài. Grenada cũng là nơi sinh sống lý tưởng của công dân Mỹ và châu Âu bởi thời gian xét duyệt hồ sơ nhanh chóng, đặc biệt là cơ hội lấy visa E2 đến Mỹ sinh sống và làm việc lâu dài, thuế thấp, không đánh thuế toàn cầu và cơ hội định cư rộng mở. Grenada đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu có chương trình định cư được quan tâm nhiều nhất kể từ thời điểm ra mắt. Dự án làng đại học Hát Mang tọa lạc tại vịnh Hát Mang xinh đẹp, vô cùng hoàn hảo cho những ai đang có ý định đầu tư nhận quốc tịch thứ hai. Làng đại học Hát Mang là dự án duy nhất về giáo dục và bất động sản trên thế giới được chính phủ Grenada phê duyệt cho chương trình CBI, nằm cạnh núi và biển và nằm rất gần với trường đại học St. George danh tiếng. Dự kiến sẽ thu hút các trường đại học Mỹ đặt phân hiệu tại đây. Dự án bao gồm khuôn viên đại học, căn hộ sinh viên, trung tâm sức khỏe, khu giải trí, khách sạn và resort và sẽ trở thành điểm đến du lịch văn hóa lý tưởng của khu vực Caribbean. Dự án làng đại học Hát Mang có vị trí nằm cạnh vườn thiên nhiên quốc gia, bao quát tầm nhìn hướng biển xinh đẹp, một sự kết hợp hoàn hảo của thiên nhiên và con người, cung cấp đầy đủ mọi mặt, từ giải trí đến mua sắm, cũng như tạo ra nguồn thu thụ động cho nhà đầu tư thông qua việc cho thuê lại. Gói đầu tư bất động sản có giá trị từ 220.000 đô la của dự án làng đại học Hát Mang không chỉ mang đến cho bạn nhiều lợi ích thiết thực mà còn giúp bạn sở hữu quốc tịch Grenada trong thời gian chỉ từ 2 tháng. Không yêu cầu về ngoại ngữ, không cần phỏng vấn, không yêu cầu thời gian cư trú để sở hữu quốc tịch, nộp hồ sơ nhanh chóng và đơn giản với hệ thống trực tuyến. 4 thế hệ bao gồm cha mẹ, ông bà hai bên, vợ chồng, anh em và con cái dưới 30 tuổi đều có thể đi theo cùng một bộ hồ sơ và nhận quốc tịch cùng lúc với đương đơn chính. Hộ chiếu Grenada mang đến cho bạn cơ hội tự do đi lại lên tới 144 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nga, EU, Vương quốc Anh. Đặc biệt, nhà đầu tư còn có cơ hội xin visa E2 để tự do sinh sống và làm việc tại Mỹ. Thời báo tài chính của Anh đã đánh giá đây là chương trình đầu tư quốc tịch tốt nhất tại khu vực Caribbean ở thời điểm hiện tại. Và chương trình này cũng được chính phủ Mỹ dành lời khen ngợi. Các yêu cầu cho chương trình đầu tư quốc tịch Grenada là vô cùng đơn giản. Ví dụ như không có tiền án, sức khỏe tốt, nguồn tiền đầu tư hợp pháp. Quy trình xét duyệt hồ sơ đơn giản với những hướng dẫn chi tiết từ đơn vị tư vấn chuyên nghiệp. American Blood Group có thể hỗ trợ bạn chuẩn bị hồ sơ và các bước cần thiết để bạn đạt được mục tiêu cuối cùng, trở thành một phần của cộng đồng Caribbean và thị trường chung, cho phép bạn sinh sống và làm việc tại 12 quốc gia Trung Mỹ và khu vực Caribbean. Nói cách khác, bạn sẽ trở thành công dân của khối Caribbean sau khi nhận được quốc tịch Grenada. Để tìm hiểu thêm thông tin về dự án làng đại học Hát Mang và chương trình đầu tư quốc tịch Grenada, vui lòng liên hệ American Blood Group để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.